Anh ơi, em quen một tháng rưỡi đầu tư rất mạnh. Em từ chối tình cảm. Em có từ chối tình cảm nhưng anh vẫn cứ theo đuổi. Khi em đồng ý làm người yêu, em thấy vô lý chỗ này nè. Em từ chối tình cảm, nhưng sau đó thì em đồng ý làm người yêu. Tại sao lại từ chối tình cảm? Từ chối là từ chối. Một cái từ chối nghĩa là xác nhận người đàn ông này không tới được. Bây giờ từ chối là đồng ý. Nó nói lên là ở trong em nó có cái gì đó từ từ có sao. Mỗi lần đi cà phê anh cứ ngồi quay hướng sát vào em thì người ta có tình cảm thì vậy thôi, đòi hôn liên tục, cái đó cũng dễ hiểu thôi. Đến nơi em thấy trong đầu anh này chắc chỉ nghĩ đến việc hôn thôi, vậy có phải là lý thông không ạ? Anh cứ muốn chụp hình hai người để đổi avatar Facebook anh, có nên không anh? Đây anh tả cho em cái tình huống, anh nói cho em biết cái tình huống của em là gì nha. Và đây là một cái tình huống đáng tiếc nè. Đây là một cái người đàn ông có rung động nhưng tới với một cô gái phiên bản chưa sẵn sàng để được hạnh phúc nè. Anh nói này đừng buồn, anh cố gắng anh nói ở cách nhẹ nhất. Tức là đây là một cái người đàn ông có rung động nhưng tới với một cô gái mà chưa sẵn sàng để được hạnh phúc. Điều đó có nghĩa là sao biết không? Là cái mối quan hệ này dần dần bắt đầu là tốt, là người đàn ông nó có tình cảm nhưng sẽ đi theo hướng hư. Anh nói tiếp phải nói vậy, và đây là một cái ví dụ rất rõ, nhưng mà cái tình huống này nó không nhiều, là tại vì ít người đàn ông nào mà rung động với một cô gái, đa số là rung động thấp, tức là không gọi là rung động. Thì cái tình huống này có thể thấy được nhưng mà nó khó thấy rõ, là vì chính cái phiên bản cô gái nó không ra sự sàng lọc để có thể nhìn rõ hơn. Cái ý đó là sao? Anh giả sử nha, nếu như mà cái sàn của em á, mà cái lỗ á, giả sử nha, cái lỗ là 5 mm đi, thì khi em sàng các hạt đậu đi thì tất cả những cái gì dưới 5 mm nó lọt, những cái gì trên 5 mm nó ở lại. Tuy nhiên nếu như cái sàn mà là 1 cm, cái lỗ 1 cm đi, thì chỉ có cái gì trên 1 cm nó mới ở lại được thôi. Thì ở trong cái quá trình sàng lọc á, nếu như cái phiên bản người phụ nữ là anh tạm gọi đi là chuẩn đi, là xuất sắc, thì cái sàn nó, cái lỗ nó là lớn nhất có thể lớn. Và khi cái sàn nó lỗ lớn nhất có thể lớn, có nghĩa là lớn tới mức không có ai lọt luôn, không có ai ở lại được, không phải, mà là những người rất là chất lượng thôi. Cho nên mình mới nói với bạn là những người phụ nữ quyến rũ không phải là đàn ông theo đầy, không có nhiều, nó cũng vừa đủ như mọi người thôi, nhưng mà chỉ có những người đàn ông chất lượng họ mới nhảy lên cái sàn đó thôi, rồi cái lỗ cho nó lớn lắm. Nhưng mà như thế này nè, chỉ có một số thôi, nhưng mà cái số nào lên đó là phải lượng là nó đã lớn rồi, và đa số là những người đàn ông đó là những người đàn ông gọi là thành đạt đó. Thì chỉ có những cái gì trên 1 cm nó mới ở lại được thôi. Thì cái tiếp tiếp này là cái sàn của em cái lỗ chỉ có 2 mm thôi. Anh giả sử vậy đó. Tức là trên đó nó có những thứ lớn và những thứ cũng nhỏ, những thứ vừa vừa đều ở lại hết được. Cho nên không nhìn chính xác được là anh này ảnh thuộc dạng 3 mm hay 10 cm hay là cả tấc, không biết được. Lý do là vì cái sàn cái lỗ nhỏ quá, không sàng lọc ra được. Và điều đó nó cũng có nghĩa rằng cái người này có thể tụt cái cảm giác đi. Là tại vì cái phiên bản của em thấy ở đây tại sao anh nói vậy, em thấy là em có từ chối tình cảm. Một người phụ nữ chuẩn họ không từ chối tình cảm, mà là họ để cho người đàn ông này tìm hiểu, và họ cũng tìm hiểu, họ sàng lọc, và họ chỉ từ chối tình cảm khi họ thấy người đàn ông này chắc chắn không đẹp, tức là tình cảm anh không đủ lớn, anh chưa sẵn sàng đến với cuộc sống tình cảm, anh chưa đủ ở cái tiêu chuẩn, hay tạm gọi là cái giá trị của mình. Nói chưa tiêu chuẩn các bạn sẽ hiểu lầm, cái giá trị mới đúng. Tại vì bạn có thể có tiêu chuẩn nhưng giá trị bạn thấp hơn cái tiêu chuẩn bạn đặt ra, cái giá trị mới đúng. Tại cái giá trị là một cái chuẩn luôn, tức là bạn có thể hét cái nhà 10 tỷ nhưng nhà bạn trị giá 1 tỷ thôi và không ai mua 10 tỷ cả, hiểu không? Cái giá trị là cái thật, nó là như vậy đó. Thì cái người đàn ông đó nếu như không đạt được cái giá trị mà người phụ nữ đó, là vì người phụ nữ đó tạm gọi là, anh tạm gọi là chuẩn đi, đương nhiên không có cái chữ đó, nó chỉ có tính tương đối thôi, thì cái giá trị người phụ nữ nó sẽ cao. Và hiển nhiên khi người phụ nữ nó quyết định từ chối tình cảm, có nghĩa là anh này chắc chắn không đạt, không tới xứng đáng cái giá trị đó, và nó sẽ không bao giờ có cái việc là sau đó lại đồng ý, đúng không? Cho nên ở đây nè, khi em viết ra nè, em có từ chối tình cảm, em viết chữ có nó giống như từ chối tình cảm là một cái gì đó giống như là mình thử hết với mọi người, em có từ chối tình cảm, nó giống như là em nên làm, em làm rồi, em có từ chối tình cảm nhưng anh vẫn cứ theo đuổi. Em khi em đồng ý làm người yêu, em thấy nó vô lý không? Em từ chối tình cảm rồi sau đó em đồng ý làm người yêu, và cái này nó nói lên cái phiên bản đó, đồng ý không? Tại vì một người phụ nữ mà giá trị ở đây và người đàn ông không xứng đáng đi,
sàn lọt mẹ ra rồi, anh lọt ra có nghĩa là giá trị anh không tới, thì anh lọt ra thì không sao, thì anh chỉ lọt thôi. Và khi anh lọt ra có nghĩa là sàng lọc, có nghĩa là đã từ chối tình cảm. Ở đây là em không được chơi nhỏ, nghĩa là lọt ra rồi em lụm lên để lên lại, em làm cái sàn nhỏ lại chút, ok, hiểu không? Giống như là em lắc 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 rồi lọt mẹ xuống, em nói lọt ha, tôi lụm lên để lại lên trên rồi làm cái lỗ sàn nhỏ lại trước để nó ở lại. Nó ra một cái phiên bản nó giống như là tại sao lại làm điều đó đó. Và cái đó nè, nó làm cho cái người đàn ông cảm giác em giá trị không cao luôn, nó làm cho người đàn ông tuột cảm giác có thể bị tấn công, bị tổn thương, và có thể nghĩ rằng nhỏ này sao lạ nha, lúc đầu là từ chối làm giá nhưng mà sau đồng ý, cũng như là nó làm giá nhưng nó không có giá đó. Và người đàn ông có thể bắt đầu mất đi cái cảm giác mà rung động đó, nó chuyển thành cảm giác gì biết không, áp đặt được, dụ được, nhỏ này thực ra nó không thực sự giá trị như vậy, nó làm bộ thôi, cho nên bây giờ mình đòi đòi. Và nó làm cho người đàn ông chuyển cái cảm giác có thể từ tốt đẹp là rung động, thành ra là tuột mất giá trị, và đương nhiên sẽ mất đi sự tôn trọng. Trong cái cảm giác rung động nó có sự tôn trọng cao lắm, nhưng mà vì cái hành xử nó dần dần nó mất đi, nó ra những cái khác. Rốt cuộc một cái mối quan hệ bắt đầu là người đàn ông có tình cảm, nhưng mà cái phiên bản đó nó lại đi đúng ra cái kết quả của cái phiên bản nó xứng đáng. Bởi vì nó nói cuộc đời nó có quy luật của sự xứng đáng rồi, nó lái cái cảm nhận của người đàn ông đó về cái cô gái này khác đi so với lúc đầu. Và người đàn ông người ta sẽ đi theo hướng mà phụ nữ gọi là lợi dụng. Là tại vì sao? Là vì cái tình cảm anh nghĩ em là một cô gái xuất sắc, nhưng mà khi anh vào anh thấy là em không phải là như vậy, em ok. Và cái cảm giác của anh nó sẽ mất đi cái sự trân trọng, tại vì không xuất sắc, nó mất đi cái sự sợ mất, nó mất đi cái sự gọi là anh muốn đeo đuổi, mà nó là anh tranh thủ hưởng thụ. Tại vì cái nhu cầu về của người đàn ông về cái hưởng thụ đó, nhu cầu về sinh học, nhu cầu về ham muốn về thể xác, nhu cầu về mình phải được chinh, mình phải chinh phục ai đó, nó trỗi dậy và anh ta sẽ làm theo cái hướng mà em hành xử. Bởi vì cho nên là nói là người phụ nữ là cái người lái xe, người đàn ông và người phụ nữ cùng ngồi trên cái xe và lái đi đâu là do người phụ nữ quyết. Mặc dù cả hai người cùng đi trên chuyến xe nhưng người lái chỉ có một thôi, thì người phụ nữ là sẽ lái đi theo cái hướng mà chính xác mình là ai, và cái người đàn ông cũng sẽ chuyển cái cảm giác và cái đối xử theo chính xác cái người phụ nữ đó đồng ý, nó sẽ ra cái mối quan hệ đó. Cho nên bây giờ những cái câu hỏi mà em hỏi anh ta đòi hôn đòi gì, nó có vẻ như anh ta bắt đầu đi theo cái hướng là cái hướng tiêu cực, cái hướng để cho nó hư và tổn thương, nó mất đi cái trong lớp được anh giảng, bởi vì ai học lớp được nhớ anh thấy rõ cái phần mà gọi là sự đeo đuổi ở đây không, sự đầu tư và đeo đuổi không, thì ở đây thấy là cái sự đầu tư nó bắt đầu nó mất đi, mà nó bắt đầu nó đi qua cái hướng là áp đặt, thỏa mãn những cái nhu cầu về thể xác. Nhưng mà trong một cái mối quan hệ mà người đàn ông đeo đuổi nó vẫn có cái đó, nhưng mà nó có với sự trân trọng và nó có đi kèm với sự đầu tư và thay đổi phiên bản. Cho nên ở đây theo em tả có vẻ là mối quan hệ nó méo theo cái hướng xấu, nó cập xuống ở trong bản ai học lớp đường cho anh chàng mà cái phiên bản gần đây thấy cái đường vẽ mũi tên đen đi xuống không, ở ngay lúc đầu đó hai cái mũi tên đen đi xuống đó, thì có vẻ như nó đang đi theo hướng đó, và chính cái phiên bản bạn nữ dẫn dắt theo cái hướng. Cho nên ở đây bây giờ em hỏi là muốn chụp ảnh đăng avatar ba cái câu hỏi đó, bây giờ anh ta muốn chụp cả anh ta, nhưng mà cái đó nó không ảnh hưởng tới cái cuộc sống tình cảm của em hay là cái quan hệ hẹn hò của em, mà là cái phiên bản mình hành xử như thế nào, người đàn ông đó có đeo đuổi mình hay không, cảm giác yêu có được xây lên không, nó nằm bên trong cái phiên bản mình, sức hút của mình, nữ tính của mình, giá trị của mình. Cho nên em hỏi anh là anh ta cứ muốn chụp hình hai người để đổi avatar Facebook thì có đồng ý hay không? Anh ta phải lý thông không? Ủa, anh không chắc được, là tại vì cái sàn của em có lỗ nhỏ quá, cho nên là lý thông vẫn có thể dính cho đó, và thạch xanh cũng có thể dính luôn. Nhưng mà coi bộ là cái mối quan hệ này nó bẻ lái một cái gì đó, có vẻ như không chắc được là sẽ tốt đẹp ha. Nên câu trả lời của anh cho em nó chỉ tới cái mức mà em đưa ra được thôi. Cho nên là nó vẫn là mở, nhưng mà thấy cái hướng nó đi coi bộ hơi không ổn rồi đó. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.